Chào các bạn, hôm nay mình sẽ hướng dẫn các bạn cách xử lý máy bị lỗi mở bật máy tính đa số ở các dòng máy tính Asus ở dòng PC ôm Helicer nó bị lỗi này, BIOS 2011 nên nó bật lên, ví dụ như giờ tiến hành bật lên này. Đây này, bật lên này, nó bị lỗi vào thẳng cái chế độ America Intel Pentium G2-2030-3.2GHz. Đây này nó lỗi nhỉ, nó đặc biệt là mọi người hay bị hay bảo nó là lỗi. Có mấy cái dòng chữ trắng trắng lên và toàn màn hình đằng sau màu đen. Và ở dưới đặc biệt chú ý ở dòng số CPU, nó báo là nhấn F1 để tiến hành setup ấy. Có nghĩa là nó bị lỗi ở chế độ BIOS, nó về chế độ mặc định rồi. Các bạn nhấn F1, các bạn set lại hệ thống. Đây là giao diện set lại hệ thống này, bấm phím F7 để vào chế độ VCode và vào chế độ nâng cao Advanced này, Enter này. Ở chế độ này, đây là main, không hot về tính năng ép chung cho nên nó không có. Nó sự GPU boot ngay cái boot này hệ thống này. Các bạn chờ mấy giây. Có nghĩa là sửa lấy sửa dưới sẽ bị san, chúng ta chỉ cần nhấn F1 vào trong đó, màn hình xanh chúng ta sẽ tiến hành vào chế độ BIOS của máy và tiến hành chỉnh các ổ cứng về chế độ AHCI cho mình. Đây là thông số hệ thống, mình bấm cái F7 để vào chế độ VCode này, F7 nhấn Enter này. Nào, đây nó mặc định GPU nó đang nâng lên 1450 MHz, timing của RAM 9999 và 24 nha. Đây là CPU power, radio cách enable lên, phát ra này, và chế độ advanced này, chế độ CPU confirmation này. Đây là hệ thống radio cách, các bạn có thể nhấn số F xung vào đây nha. CPU này F xung vào đây. Auto. Tool này ở phần enable, các bạn enable lên overall limit này. Đặc biệt chú ý này. Ở phần CPU, không phải ở đây. Đây là phần advanced, phần nâng cao để chỉ tiến hành ép zoom CPU lên. Các bạn cái thông số này đơn giản là phần active CPU này, có nghĩa là nó có bao nhiêu CPU được kích hoạt này, có một thôi. Edit enable, là phần edit này, các bạn enable lên này, đấy enable lên, nó sẽ có phần ở trên kia, ở dưới này phần edit, mình để chế độ edit enable lên, enable lên, ở phần Intel voucher có nghĩa là hỗ trợ công nghệ ảo, technology là công nghệ, voucher là ảo, các bạn Intel voucher technology có nghĩa là technology là công nghệ, voucher là ảo, Intel là chip, có nghĩa là chip này được hỗ trợ, có được hỗ trợ cái ảo hóa hay không, thì các bạn nếu mà nó hỗ trợ ảo hóa các bạn enable lên, nếu mà không thì các bạn disable đi, cái này tùy để auto cũng được. Technology Intel technology slab, cái này các bạn enable lên. CPU để nguyên, report nếu mà CPU bị lỗi nó sẽ tiến hành tự động report và sửa lỗi ngay, thoát ra ở chế độ nâng cao advanced là xong nha. Phần system này và chế độ này IPG có nghĩa là nó sẽ boot ở chế độ PCIe hoặc là IPGU. Lưu ý ở thông số này, graphic này, nó sẽ tự động boot. Nó bây giờ nếu mà các bạn không cắm cặp màn hình rời ấy thì các bạn bắt buộc. Nếu mà các bạn không cắm cặp màn hình rời, các bạn có thể sử dụng IPGU
IPU có nghĩa là mà nó sẽ sử dụng cái bộ nhớ hội đồ họa của chính cái con CPU ở trong, nó có con Intel HD graphics ấy, hiểu chưa? Intel HD graphics nếu mà cái chip Core i thế hệ thứ 3 thì nó có thể lên đến Intel HD graphics 4000, còn nếu mà chip thế hệ thứ 4 nó có thể lên Intel HD graphics 4600 tùy máy nha. Nếu mà các bạn sử dụng cạc rời thì các bạn chọn dòng thứ hai nha, chọn dòng thứ hai PEG và IGPU, chọn dòng này, chọn mặc định bộ nhớ đồ họa mình mặc định là 256 nha. Đây là enable disable, không thông số này không cần quan tâm. Ở phần PCIH này, controller này để disable cũng được, enable cũng được, không sao. SATA controller này thì các bạn chỉnh về chế độ AHCI cho mình hoặc là chế độ IDE. Nếu mà các bạn sử dụng Windows XP hỗ trợ công nghệ cũ thì các bạn chọn IDE cho mình. Còn nếu mà các bạn sử dụng công nghệ mới như Windows 7, Windows 8, 8.1, Windows 10, các bạn chọn AHCI cho mình nhá. Đây là ổ cứng tích hợp có 4 cổng cắm ổ cứng của nó là chuẩn SATA 2, SATA 3G ấy. USB controller, các bạn enable, disable là không chọn USB được đâu, cây USB. Ở phần này HDD các bạn tùy thôi mà. Cái này onboard BIOS device, cái này không cần quan tâm. Có thể phát HD, AMD. Cái này là keyboard và phần nguồn thôi. Ở phần monitor này, monitor có nghĩa là phân số chỉnh này. Ở CPU fan select này các bạn chú ý này, nếu mà các bạn để chế độ monitor và cái chế độ này là để ở chế độ 600 này, mình sẽ tí nữa mình sẽ thông số này, các bạn thông số này để nguyên. Ví dụ như thông số này thông số mặc định nha. Đây là tí nữa mình sẽ chỉnh, các bạn phải chỉnh về cái chế độ ở đây, các bạn chỉnh về áp dụng tất cả này. CPU limited có nghĩa là số vòng quay của nó không đạt được hiệu suất tối đa. Ví dụ như cái chip bán dẫn CPU này nó có hiệu suất tối đa là ví dụ như nó phải quay được tốc độ 3000 vòng trên 1 phút thì CPU của nó, cái quạt của nó không thể đáp ứng được tốc độ 3000 vòng trên 1 phút, nó sẽ bị lỗi fan slap ở lần khởi động màn hình ở trong raw BIOS, nó sẽ không chưa được vào Windows, nó sẽ hiện ra một mấy dòng chữ đòi chúng ta nhấn F1 để tiến hành setup hoặc là nhấn F2 để tiếp tục gì ấy. Thì các bạn phải chọn cái dòng áp dụng này nó mới không hiện nha. Đấy. Ở phần boot này các bạn boot Windows bình thường. Ở phần boot chủ yếu boot ở phần boot device này thôi. Nhớ chưa? Ở phần boot 1 này, boot option này, chọn ổ cứng cần boot vào này. Ở phần boot device này. Đây là boot chuẩn này. Sau thoát ra này. Ở phần dưới này là boot vào thẳng ổ cứng ngay này. Các bạn nhấn chọn, nếu mà các bạn có 10 ổ cứng hoặc là có 2, 3 ổ cứng, các bạn chọn ổ cứng mà các bạn nhấn Enter nó sẽ boot thẳng vào ngay, nó chỉ boot trong một lần này thôi. Còn nếu mà các bạn chọn ở đây và chọn F10 lưu lại thì nó lần nào nó cũng boot vào nha. Còn phần tool này, ở phần tool này nó sẽ tiến hành là nạp BIOS từ hệ thống nha. Nạp BIOS từ USB, các bạn chỉ cần vứt lên trang chủ khoáng ASUS và tải LOM về, các bạn là vứt vào cái USB chuẩn định dạng FT32 hoặc là FTA chuẩn NTFS không thể chạy được, nó chỉ cài được Windows thôi. Nhớ nha, chuẩn FT32 hoặc là FTA. Sau khi có chuẩn T kêu ạ, các bạn đào cái file ROM của nó là định dạng là R, ví dụ như main P8H61MX.CAP hoặc là .ROM, thì các bạn copy cái file kia vào trong cái ổ USB của các bạn, sau đó các bạn nhấn chọn đúng cái file ROM kia và nhấn Enter và nó sẽ tự động nạp ROM cho các bạn nha. Đấy, hiểu chưa? Nó sẽ tự động nạp ROM cho các bạn. Tuy rằng ở main H61 này nó không có cái phím BIOS flashback nha, BIOS flashback là úp ROM từ hệ thống của chúng ta khi máy tính đang ở chế độ nguội, chỉ cần cắm nguồn vào, các bạn cắm USB vào cái cổng USB boot flashback như đợt trước mình hướng dẫn với các bạn một cái video rồi đấy. Thì các bạn nhấn vào kia, sau đó nhấn vào cái USB boot flashback, nhấn vào cái đèn nó sẽ nháy. Sau đó khoảng 2 đến 3 phút nó sẽ úp ROM, nó sẽ tự động ngừng nháy. Đây là tuy rằng máy này nó không úp được thành công mà. Hay là mình test với các bạn, xin lỗi, mình không có mạng, mình chưa test được nha. Nhưng mà test và như thế các bạn úp để phát ROM vào cái USB xong các bạn test thôi. Còn ở phần ASUS FPD Information, ASUS FPD Information, cái phần này là phần thông tin cấu hình RAM của hệ thống.
nó có hai khe RAM đấy, nó khe RAM hai, nó chưa dùng, nó chỉ dùng khe RAM một thôi. Ở phần đây là nó sử dụng RAM của hãng Kingston, RAM của nó là 1GB. À đúng rồi các bạn, xin lỗi nha, cái RAM của nó sử dụng là RAM 1GB. Và bớt của nó là bớt 133. Phần part number là cái phần serial number của cái thanh RAM. Power được sản xuất, đây là mã sản xuất, và nó sản xuất vào tuần thứ 26 của năm 2011 nha, vào tuần 26 của năm 2011. Thì cái hãng sản xuất, tất cả các sản xuất công nghệ ở Đài Loan ấy, nó thường sản xuất theo tuần các bạn ạ. Xin lỗi các bạn nha. Nó thường sản xuất theo tuần. Các bạn biết tại sao nó là sản xuất theo tuần không? Mà nó không sản xuất theo tháng hay là theo ấy, nó tính theo tuần ấy. Đấy. Còn ở dưới này nó có mấy số thông số QLD MHz này, nó tốc độ của nó là bớt 1333 MHz. Và nguồn vê co văn thực này là nó 1.5V, chỉ nguồn 1.1, và C của nó là 9999224 TLC. Đây là cái thông số ép sung thôi, nếu các bạn dân thường thì các bạn không cần biết cái thông số kia là gì, nó chỉ ép sung chơi game thôi. Đấy, mình thường ép sung làm đồ họa là gì ấy, mình thường nhập bộ 4 số 9999 và 24. Độ chế của nó càng thấp, độ chế của nó càng thấp tốc độ của nó càng nhanh nha. Độ chế của nó càng cao thì tốc độ của nó càng chậm. Các bạn hiểu thế là được. Các bạn có hiểu cái độ chế của nó là như nào không? Ví dụ như độ chế của nó càng thấp, ví dụ như 999 và 24, nhưng mà tốc độ bớt của nó là bớt 1600. Ví dụ như RAM của tôi là chạy bớt 1333 MHz, nhưng mà tốc độ bớt của nó, tốc độ độ chế của nó là 9999 và 24, thì nó tất nhiên là nó xử lý sẽ nhanh hơn. Nếu mà nó xử lý hạn chế cùng số bớt, có nghĩa là nó không sử dụng vượt quá bớt 1333 MHz. Nhưng mà đa số là nếu mà cái RAM của mình là bớt 1600 MHz ấy, thì nó thường một số thằng nó sản xuất ngoài ấy, nó thường để cho mặc định là bớt cái độ chế CC của nó là 11 và 27 thôi nha. Cái này thông số mình không cần quan tâm đâu mấy. Phần CPU OC là phần mềm, ở chỗ này nó sẽ lưu cái chế độ BIOS của chúng ta. Ví dụ như bây giờ nó sẽ lưu ở chế độ BIOS. Ví dụ tôi ép sung, hôm nay tôi ép sung được mức 4.5 MHz, thì tôi muốn lưu cái BIOS này lại để lần sau tôi sẽ tiến hành chọn chế độ setup BIOS và để tiến hành ép sung luôn. Ví dụ như bây giờ tôi có một cái BIOS đấy, tôi chỉ cần bấm vào đây và chọn yes, tôi sẽ loát được cái BIOS đạt ở mức sung 4.5 MHz hôm qua tôi đã ép sung được. Ví dụ thế. Hôm nay tôi tiếp tục ép sung để trải nghiệm cái game tự game mới của mình, tôi muốn ép sung lên 4.7 GHz chẳng hạn, tôi sẽ ép sung tiếp lên 4.7 GHz. Sau khi ép xong tôi thử nghiệm thấy chạy ok và hệ thống ổn định mà, thì tôi sẽ tiến hành set lại ở chế độ BIOS là ép sung 4.7 MHz. Tiếp đó sau ngày mai tôi muốn quay trở lại ép sung 4.7 MHz, tôi không cần phải chỉnh thông số nữa, tôi chỉ cần vào đây loạt for from để loát lại cái chế độ BIOS mà hôm qua tôi đã đặt mức sung 4.7 MHz. Tương tự thôi, nó chỉ lưu như thế thôi các bạn, đơn giản thôi. Không thì các bạn vào đây chỉnh nó khó lắm. Đấy, đây là chế độ lưu hệ thống BIOS của các bạn khi các bạn overclocking nha. Overclocking là ép sung nha. Không có bạn hiểu là sang tiếng Anh là chết đấy. Bây giờ mình sẽ tiến hành này. À các bạn chú ý này, bây giờ mình sẽ quay trở lại này, vấn đề này, SATA controller này. Mình chuyển về chế độ AHCI này, bây giờ mình sẽ nhấn F10 để tiến hành hoạt động này. Và các bạn chú ý nó sẽ hiện lên ở màn hình của các bạn chế độ F1 là CPU fan slap here. Nó sẽ hiện lên, chắc chắn nó sẽ hiện lên, đúng rồi đây này, CPU fan slap. Rất nhiều diễn đàn công nghệ nói đến cái lỗi CPU fan slap error này. Nhấn F1 để tiến hành setup. Bắt buộc nhấn F1 để tiến hành setup. Nếu một số bạn không biết nó, các bạn vào đây, đến đây thì các bạn nhấn phím F8 để tiến hành boot vào luôn. Nhưng mà mình sẽ không vào, mình sẽ hướng dẫn các bạn chỉnh như sau. Các bạn nhấn F7 để vào phần view code ở phần phất van này, vào phần monitor này. Monitor vào đây xuống CPU fan slap low limit, các bạn chọn áp dụng cho mình. Chọn F10 để tiến hành setup, chọn yes.
bây giờ nó sẽ tự động loát vào hệ thống, bỏ qua cái chế độ vòng quay chip Intel không đấy, bỏ qua chip Intel không đạt được hiệu suất chọn, enter chắc chắn là nó không boot được, bởi vì hệ điều hành Windows chắc chắn không boot được đấy, không boot được. Chắc là nếu mà các bạn ấy thì các bạn phải cài lại Win mới được, các bạn phải cài lại Win mới rồi, bởi vì lúc nãy mình Win là mình cài trên máy IP 261 mà. Và phần van thử một cái xem nào, chỉnh về chế độ IDE, nếu mà IDE một cái nữa là không được thì các bạn phải cài lại Win ở chế độ IDE mới được. Đây này, F10 này, IS này, hình như là không được đâu, nó không thể boot được vào Windows các bạn ạ. Nó vẫn lên nhưng mà nó không boot được, bởi vì mình cài cái driver phần cứng là của cái main hard, main giga, main MSI G41 rồi. Đúng rồi, không thể lên được, các bạn cần cả vài cài lại Win mới mới được, bởi vì nó có cái bộ driver cài của main đó rồi. Thank you các bạn nha, các bạn tự cài động cài Win nha. Hoặc là mình đã có một cái video, một số video cũng hướng dẫn các bạn cài Win rồi, các bạn có thể tham khảo thêm. Ok, hẹn gặp lại các bạn video sau.